Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 8 tháng 7 năm Tân Sửu. Hiện giờ là 8 giờ 38 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại Viện Chiên Tu để chia sẻ những lời khai thị trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, cũng gần nửa năm Giác Nhàn ngưng giảng, từ tháng 3 mổ ruột thừa mãi đến hôm nay tháng 8 mới lên trên bục giảng lại. Đáng lẽ cũng lâu lắm mới giảng lại, tính số lượng vài năm chứ không phải vài tháng. Tuy nhiên thấy cái thời cuộc trong lúc này, nhân loại chúng ta đang bước vào trong một cái thảm họa của đại nạn. Con người, nhân loại chúng ta phải chịu ba cái đại nạn. Thứ nhất đó là chiến tranh. Thứ hai đó là lũ lụt hạn hán. Và thứ ba đó là dịch bệnh. Con người không chống chọi lại được. Vì vậy cho nên thấy cái thời điểm hiện tại thì không những nước Việt Nam mà trên toàn thế giới đang rơi vào trong một cái thảm họa đại dịch Covid-19. Cho nên hôm nay Giác Nhàn mạo muội lên để chia sẻ những cái lời khai thị của các vị Bồ Tát, của Tổ sư Ấn Quang, của Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không. Đối với nghiệp chướng và cái trí phàm phu của chúng ta nhiều lúc rối nghĩa là không có thoát ra được, cần phải nương các bậc thánh hiền Bồ Tát đi trước thì chúng ta có thể gỡ rối được, có thể vượt qua được. Chúng tôi tin điều này. Lẽ dĩ nhiên là hôm trước để thầy Nhuận Minh đọc cái lời khai thị mà Giác Nhàn soạn trong văn sao trích lục những cái đoạn quan trọng về dịch bệnh của Tổ sư Ấn Quang khai thị đó, và cái lời dự ngôn của Hòa Thượng Tiên Hóa năm 1992 có đọc ra và làm một cái file video bỏ lên YouTube, nhưng mà chúng tôi thấy cái số lượng người xem cũng ít. Và dạo gần lại đây thì văn sao chúng tôi giảng trong vòng hơn 4 năm thấy người vô xem cũng giảm lần nhiều lắm. Một số quý thầy, quý chú thì cũng sao lãng văn sao, cho nên chúng tôi cũng lo. Vì đây là cái bộ văn sao mà chúng tôi đem từ bên Mỹ, từ nơi học hội Hilton của Hòa Thượng Tịnh Không in ra mà chúng tôi mang về. Bỏ trên cả tiền tỷ để in ra cho đại chúng. Tuy nhiên một số quý Phật tử thì cũng sao lãng. Chúng tôi được theo dõi nghĩ rằng 4 năm mình giảng văn sao thì đó là cái vốn dư để cho Phật tử quý thầy để mà tham khảo và áp dụng để tu tập. Tuy nhiên thấy mai một, mỗi ngày mỗi sao lãng. Riêng bản thân chúng tôi trong 6 tháng nay không lên giảng thì cái vấn đề mà học tập cũng như là truyền tải nó cũng có một phần giảm sút, nó sa sút. Cho nên hôm nay thì không có phát trực tiếp, chúng tôi chỉ làm cái đĩa chung với đại chúng, sau khi đó đã cắt xén
cho gọn gàng để đăng lên YouTube và không có thời gian cố định để phát trực tiếp trên mạng, bởi vì có nhiều lúc mạng nó trục trặc làm cho người ta phải lỡ việc và theo dõi không có đi. Thành ra giờ chúng tôi giảng để quay bằng hình rồi dựng cắt sáng xong rồi mới đưa lên để nói cho những người sau khi xem cái đĩa này để biết, khỏi phải trông chờ cái việc trực tiếp nữa. Thì thưa quý vị, hai vị lão Phật gia mà chúng tôi dạo gần lại đây hay đề xướng, đó là Hòa Thượng Tiên Khóa phổ biến trì thần chú Đại Bi, và Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói về pháp môn Tịnh Độ cộng với là Ấn Tổ. Thì Ngài nói đến cái lúc hoạn nạn cần phải niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, mà lúc mà hoạn nạn nguy biến á, nguy cấp á, cấp bách á, thì để toàn tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Vì Bồ Tát Quan Âm có 12 lời nguyện và có 500 danh hiệu, tức là 500 cái hạnh nguyện mà Ngài đã thành tựu được rồi, mà thường chúng ta hay đảnh lễ, đó là có một cái danh hiệu đó là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Khí Bệnh. Tối hôm qua tự nhiên chúng tôi ngồi tự nhiên nhớ lại, chứ không có lục ra trong ngũ bích danh xem, mà có một cái danh hiệu của Ngài là Năng Trừ Khí Bệnh, tức là dịch khí lưu hành là bệnh viêm phổi cấp mà Hòa Thượng Tiên Hóa nói, cũng như là bệnh dịch COVID nó thuộc cái dạng là khí bệnh. Và Ngài có một cái danh hiệu nữa đó, mà thường danh hiệu của các vị Bồ Tát đó là họ thành tựu, Ngài thành tựu được cái hạnh nguyện và có cái tác dụng để trị liệu được cho bản thân Ngài và giúp cho tất cả chúng sanh thoát những cái nạn đó, cho nên Ngài có cái danh hiệu đó. Một cái danh hiệu đó là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trừ Yết Hầu Chư Bệnh. Có đúng không? Có. Yết hầu là cái cổ họng của mình đây nè, trong cái họng của mình bị virus nó đột nhập vô đó, thì Ngài trừ được cái bệnh đó nữa. Cho nên Tổ sư Ấn Quang mới nói là phải thành tâm niệm danh hiệu Quan Âm, nó sẽ vượt qua được đại nạn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ nói một số những cái điểm chính, sau đó là Thầy Nhật Minh sẽ đọc một cái bài mà Giác Nhàn đưa một số những tư liệu về những cái phương pháp trị làm cho tăng kháng thể để trị virus về nhân gian, rồi về những cái nghiệp báo của các vị tổ sư, các vị Bồ Tát đưa ra vân vân. Coi như cái bài này Thầy Minh để hơn cả tuần soạn, rất là kỳ công và nội dung rất là đầy đủ và phong phú. Cho nên hôm nay cái bài này Thầy Nhật Minh sẽ đọc sau khi Giác Nhàn nói chuyện. Thì từ giờ trở đi thì sẽ nói chuyện không nhiều, trong một tiếng hoặc 45 phút thôi, chứ không phải giảng như lúc trước 2 tiếng, cái thời gian quá dài. Thứ nhất là cái thời gian dài mà nói như vậy đó thì cái khí lực nó bị hao, cho nên chiều hoặc 2-3 ngày công phu nó bị tổn. Lúc trước ngừng giảng cũng một phần cái việc này. Thứ hai nữa là cái tiếp nhận của đại chúng nhiều lúc nói nhiều quá, sau khi xong mình rối, mình quên, không nắm được cái buổi giảng sau khi mình nghe. Mà nghe lại thì nhiều lúc mọi người chán, nghe không nổi. Đó là cái căn lành chúng ta nó yếu kém, cho nên thành ra khi nghe Phật Pháp một lần thì được, đến lần thứ ba là nó chán lắm rồi. Chứ không phải được như bà Lưu Tố Vân là mỗi đĩa của Hòa Thượng mà nghe 10 lần. Mỗi lần nghe cảnh giới có thay đổi, và mỗi lần nghe nhận định có khác nhau, bởi vì Phật Pháp nó là vô lượng nghĩa mà. Vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy cái thời đại hôm nay gần như là ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩa là cái thảm họa của con người bây giờ họ rơi trong cái bi kịch mà hồi tối chúng tôi thấy một cái video đó. Bệnh viện không còn chỗ chứa mà xếp hàng xe cứu thương và xe nhà người ta đưa xếp hàng dài, thiệt dài. Có anh đó anh vay video mà người ta nằm ngoài đường, thả xuống nằm dọc lề ngoài đường nằm đó. Mình nói trong bụng sao người ta không biết niệm Quan Âm ta. Lẽ dĩ nhiên chắc là bình thường họ không tiếp cận với Phật Pháp,
không tiếp cận với văn sao, lời của chư tổ dạy đến cái danh hiệu công đức Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị. Có người hỏi ngài là niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát hay là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài kêu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là đủ rồi, danh hiệu như vậy là đủ rồi, mà đủ danh hiệu thì có tác dụng. Cho dài danh hiệu, một danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát thì dài quá, dài quá khó niệm. Trong văn sao có nói chỗ này. Chúng tôi chịu không nổi rơi nước mắt, thấy họ nằm dọc đường. Còn cái lò thiêu Bình Hưng Hòa thì kéo một cái thời gian cũng khá dài đến hôm nay. Và xe đoàn họ chở, xe tải rồi xe 16 chỗ mà mỗi xe 2-3 cái hòm xếp lớp để mà trời gì đó nó nóng mà nó xì nước ra nó hôi thì càng ô nhiễm hơn nữa. Chúng tôi chỉ điểm sơ một vài điều thôi. Có cái nhà đó mà 3 người không đi ra ngoài, suốt trong quá trình dịch bệnh không ra ngoài mà cả 3 người nhiễm luôn. Họ không biết lý do gì, từ đâu vậy? Từ dịch khí lưu hành, bệnh dịch từ nơi trong không khí nó đang lưu hành. Mà cái điểm nào mà con người tạo sát nghiệp mạnh á thì nó dồn về cái chỗ đó. Bệnh này là do túc nghiệp cảm thành. Bệnh có 3 loại. Thứ nhất là bệnh do túc nghiệp, thứ hai là nội cảm và thứ ba là ngoại thương. Thì ông Tổ nói là nội cảm và ngoại thương thì có thể thuốc men của thế gian này chữa được. Nhưng mà bệnh do túc nghiệp thì thuốc tiên cũng không chữa được. Mà cái túc nghiệp của chúng sanh tạo thành một cái cộng nghiệp, đó là cái sát nghiệp. Mà trong ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nề nhất, mà họ không biết cái chuyện này. Trong 2 tuần trước, tại khu của mình, thôn của mình luôn nè, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh với thôn Phi Nôm là bị giãn cách. Chỉ thị 16 là 2 tuần không ra ngoài. Nhưng mà sau khi 2 tuần xong thì cái người bị dương tính đó mang đi cách ly thì chỗ mình không phát triển nữa. Điều gì xảy ra? Thứ nhất là cái vùng này mấy ngàn tăng ni, cả một cái huyện Đức Trọng này, cái từ trường họ tu rất là tốt. Chúng tôi cũng đi nhiều nước trên thế giới, vừa qua Mỹ tại San Jose ở 2 năm rồi. Nhưng mà thấy cái từ trường cũng không bằng ở tại một cái vùng Đức Trọng này. Chúng tôi nói để anh em chiêm nghiệm đi. Và cộng lại sau khi vừa bắt đầu chuẩn bị giãn cách là chúng tôi tăng thêm cái thời gian cho đại chúng ở dưới này và trên đó là 108 miếng đại bi. Và thường xuyên đôn đốc mấy anh em niệm Quan Âm. Thì Tổ Ấn Quang có một cái làng đó, ngài khuyên gia đình một số cái khu đó niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì một cái khu đó không có người chết. Bên Trung Quốc. Và Hòa Thượng Tuyên Hóa dắt thêm 4 đứa trẻ 11, 12 tuổi đi trì thần chú Đại Bi 108 biến thì cả cái vùng đó hết. Tin nổi không? Cái điều này có nói, thầy Minh có đọc, quý ngài có nói, nhưng mà một số những người họ xem qua sơ rồi họ bỏ đó. Chúng tôi mong rằng cái buổi nói chuyện hôm nay những người trên toàn thế giới cũng như là quý Phật tử lúc trước có duyên với Pháp hội Niệm Phật Di Đà Chùa Quan Âm với chúng tôi nên nghe lại cái bài Thầy Nhuận Minh soạn và những cái điều này chúng tôi nói thì nên thành tâm ngửa tin lời Phật đi. Lúc thọ mạng chúng ta hết rồi, mình biết là thọ mạng mình không còn nữa rồi. Thứ hai nữa là mình cảm giác rằng là không thể sống trong cõi đời này được nữa thì Ấn Tổ nói là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà để vãng sanh luôn. Còn đối với cái thời cuộc trong lúc này và cái tình thế mà chúng ta vẫn còn phải duy trì mạng sống thì cần phải kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nếu mà bệnh tật giống như là dịch khí này nè thì thành tâm niệm Quan Âm cho nó qua khỏi những cái chướng nạn này đi. Thì nếu mà dùng cái cách này thì nó sẽ nhất cường lưỡng tiện là niệm Quan Âm cũng được vãng sanh và nó vượt qua chướng nạn cấp kỳ nhanh hơn. Ấn Tổ nói Quan Âm ứng hiện trong sát na và có duyên với phương này. Hôm nay chúng tôi muốn lên nói điều này để cho đại chúng niệm danh hiệu Quan Âm thường xuyên trong mọi lúc mọi nơi hàng ngày.
lúc mình niệm trong tâm thì có thể mình dưỡng khí là năm chữ Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn nếu mà nó mệt mà không rõ thì niệm chỉ cắt làm ba ra là Quan Thế Âm Bồ Tát, từng chữ từng câu, nhớ là từng chữ từng câu cho rõ ràng, không niệm dối. Còn niệm thầm thành Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng chừng đơn giản phải không? Siêu tuyệt, linh nghiệm lắm. Không những mình niệm cho mình mà mình niệm cho người bên cạnh mình. Không những mình niệm cho người bên cạnh mình, mình niệm đăng cho cái làng của mình. Ấn Tổ nói là chỉ cho một cái làng đó là đâu phải ai cũng niệm hết đâu. Đó, cũng như trong này anh em khi Giác Nhân phổ biến niệm danh hiệu Quan Âm, có người niệm ít, có người niệm nhiều, có người không niệm, đúng không? Có người kêu thôi niệm Quan Âm không được vãng sanh, phải niệm Phật nữa, đúng không? Niềm tin không phải là đơn giản đồng loạt với nhau. Coi lại đi. Vì là cái làng mà Ấn Tổ chỉ cho họ niệm Quan Âm như vậy là phải cả làng niệm không? Không phải cả làng niệm. Lẽ dĩ nhiên là số đa niệm, nhưng một số không niệm cũng được ảnh hưởng cái từ trường của những người niệm đó mà họ thoát khỏi cái đại dịch cái lúc thời Trung Quốc. Anh em thấy không? Như vậy cho nên thành ra cái bệnh mà do túc nghiệp á, thì trong đó nó có một cái oán nghiệp đó theo nó báo oán. Loại virus này là một loại sinh vật sống, nó đi tìm người nó báo oán. Chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện này, mới nghe hôm qua luôn. Cô Phật tử ở Nam Định gọi vô nói: con không hiểu nổi, con không thể lý giải nổi, và con thấy chỉ nói hai chữ là mầu nhiệm quá thôi. Hỏi như thế nào thì con nói là có hai người từ ở Tiền Giang chở đồ ra ngoài Bắc, thì họ xét nghiệm âm tính hết rồi mới có giấy âm tính mới cho thông hành đi. Thì khi mà trên đường họ đi đó là họ xuống họ lấy thêm hàng, họ chỉ tiếp xúc cái người đó trong 15 phút, là anh tài xế phụ đó, tiếp xúc trong 15 phút thôi. Thì anh lên anh chạy được 5-7 tiếng thì bắt đầu anh ho và sốt. Con virus này khi nó vô một cái là nó tấn công là phải ho rồi phải sốt. Cái nghĩa là nó mất hết năng lượng trong cơ thể, không giữ được thăng bằng nữa, thì bắt đầu nóng lạnh, nó bất thường, nó không tự kiềm được nữa. Thì anh tài xế chính á, thì anh này đặc biệt là trì đại bi, niệm Quan Âm thường xuyên và ăn chay. Vợ của anh này đó là ở nhà hay nấu món chay để cúng dường cho chư tăng. Thì khi anh này bước ra khỏi nhà là vợ dặn liền anh phải niệm Quan Âm Bồ Tát. Thì trên đường đi ra tới Thanh Hóa thì anh này anh sốt cũng chịu không nổi nữa rồi. Thì hai người trên đường đi thì cũng ăn chung đúng không? Ngồi chung một xe đúng không? Mở máy lạnh ra ngồi chung hết với nhau. Nhưng mà khi ra tới Thanh Hóa thì khi mà Tết đó, thì cái anh tài xế phụ mà bị sốt đó là bị dương tính. Còn cái anh tài xế chính mà niệm Quan Âm ăn chay á, gia đình ở nhà mà bà vợ mà nấu chay đồ làm phước phóng sanh á, thì không bị, Tết 4 lần vẫn là âm tính. Chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là cái kháng thể của người ăn chay lúc bệnh dịch lưu hành, người ăn chay ít bị nhiễm phải. Điều này Ấn Tổ có hay nói, thì mình có đọc đúng không? Thứ hai là người này niệm Quan Âm Bồ Tát thì cái thần lực Bồ Tát Quan Âm che chở. Ngồi chung với nhau không nhiễm là chuyện lạ. Ăn chung với nhau không nhiễm là chuyện lạ. Mà chuyện lạ có thật. Cuối cùng anh này test 4 lần là âm tính, là anh tài xế chính mình niệm Quan Âm. Và anh ăn chay á, ăn chay trường á. Thì anh đi một cái chỗ anh ở riêng. Còn anh mà dương tính mà tài xế phụ á, là sốt ho nằm ly bì. Họ mang vô một cái khu họ cách ly, thì cô này cũng mang đồ đạc thuốc men đồ, bị vô cách ly cho ngày 3 hộp cơm với mấy viên thuốc với bình nước là xong. Thôi cách ly vậy. Rồi cuối cùng cổ mới nhờ bạn bè ở Thanh Hóa mang thức ăn đồ đạc đồ vô để lo cho anh này, mà bây giờ chưa biết anh này ra sao và cái nguy cơ là có thể tử vong. Như vậy cái kháng thể của một con người mà vừa rồi đây trên mạng hầu như là YouTube mỗi bác sĩ mỗi người đều nói về cái tác dụng vaccine rồi cái cách xông hơi đồ làm cho kháng thể vân vân, nhiều video clip lắm, nhưng mà cũng không cứu vãn được. Lý do gì? Nghiệp con người đến lúc phải trả, đó là sát nghiệp quá nặng, cho nên thành ra sát báo bây giờ phải đến với họ. Nếu ai sát nghiệp nặng thì nó tới trước, mà nhẹ nhẹ thì nó tới sau. Mà muốn để nó khỏi tới thì ngay trong lúc này chỉ có thành tâm niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi,
ăn chay, sửa lỗi, hướng thiện, phóng sanh. Và nó có một cái cách để mà hóa giải những cái độc tố cũng như là virus tấn công vào cơ thể của mình, nó không có phát tác được và nó không vào được. Thì con người này phải luôn luôn có tấm lòng vị tha, mà nhà Phật gọi là lòng từ bi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là đem cái tình thương đến cho mọi người, bi là giúp những người đang bị khổ đau. Thì con người này có một kháng thể đặc biệt, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói con người mà niệm Phật mà ăn chay tu hành làm sao khởi được cái lòng từ. Thì chính cái lòng từ là tình thương này nè, và lòng từ bao dung này nè, nó có một cái kháng thể trong cơ thể rất mạnh, ít có bệnh tật, hầu như không có bệnh tật luôn. Mà mọi người nói là lòng vị tha đó. Giờ làm sao để lòng từ mình được phát triển lên? Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì lòng từ người này sẽ phát triển do cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm chứa sẵn cái công đức từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ trong đó rồi. Cũng như một viên thuốc hoàn hảo, nó chứa hết tất cả những tá dược, dược liệu nằm trong đó hết rồi. Cho nên người thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mà cái thể tánh của mình là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, nó đồng với cái pháp, là cái lực dụng, là cái công đức danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, đó là cái lực dụng. Mà cái lực dụng của Bồ Tát Quan Âm trong danh hiệu đó là lưu xuất từ cái thể tánh của Bồ Tát Quan Âm. Mà cái thể tánh của mình với thể tánh của Bồ Tát Quan Âm nó là đồng nhất thể. Nhưng mà do mình trái giác hợp trần, trái với thể tánh, trái với tánh giác ngộ, hợp với trần lao phiền não, tạo nên gọi là khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm, rồi phải thọ khổ, sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, cầu không được, và sanh vô tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chịu khổ. Do mình nghịch với tánh giác, hợp với trần lao. Bây giờ mình niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm danh hiệu Phật Trì Đại Bi, là trở lại với tánh giác của chính mình. Thì cái trí tuệ của người này phát sanh ra. Đặc biệt cái trí tuệ của người này phát sanh rất nhanh. Cho nên Ấn Tổ hay nói là cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật là quả giác của Phật tu đã thành. Cái danh hiệu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát là quả giác của Bồ Tát tu đã thành rồi. Và cái công đức trì thần chú Đại Bi là quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ, Thiên Nhãn tu đã thành, lấy cái quả giác làm ở nhân địa để mình tu. Thì người này tu hành rất nhanh. Còn tự thân mình để mà khai triển được cái tánh giác của mình, mà thường hay nói rằng là tự tánh mình có sẵn vật tánh, mà để mà tự mình để mà khai triển được cái tánh giác để nó đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông á, để mà thành vô thường chánh đẳng chánh giác, thì lâu lắm, sợ mình làm không nổi nữa, ba đại A Tăng kỳ kiếp lận ạ. Còn nếu mà trong một đời này thôi, lấy cái pháp trợ hạnh đó là bố thí cúng dường để tăng trưởng lòng vị tha, phóng sanh ăn chay để tăng trưởng lòng vị tha, đó là trợ hạnh, in kinh, in tượng Phật, tăng trưởng lòng vị tha. Thì lúc trước chúng tôi còn giảng thì Phật tử nghe họ gửi vô cái số lượng tiền in kinh, in sách khá nhiều. Và trong vòng gần 6 tháng nay là số lượng ít lắm. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi không phải ít quá chúng tôi mới lên giảng, hoặc giả là chúng tôi mong cầu họ tụi chúng tôi lên giảng. Mà cái này là do khi họ không nghe pháp, cho nên cái lòng họ không mở ra được. Không phải dễ đâu. Sách của Thánh Hiền 3 ngày không đọc là gì? Bồ Đề Tâm Thối Chuyển. Cho nên hôm nay đại chúng được một cái phước duyên mà ngồi đây an bình nơi này, thì thực sự là Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Đại Bi lực, Đại chúng lực đang che chở quý vị, chứ không phải là bỗng không được như vậy đó. Nếu mà nghiệp lực quý vị nặng thì nó sẽ dắt quý vị ra khỏi cái vùng này để quý vị phải trả nghiệp ngay. Khiến quý vị phải đi ra khỏi cái vùng này, cái y báo của mình, cái chánh báo của mình nó không có thể cho mình tồn tại trong cái y báo này. Mà nên nhớ là cái y báo là cái cõi này là do cái nghiệp báo con người, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nó tạo ra cái quốc độ này. Coi lại đi. Còn cái y báo của con loài súc sanh nó cũng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, nó cũng tạo ra một cái cảnh giới của súc sanh. Những con gà lúc trước nó dịch cúm là người ta chết hàng loạt, không ai cứu chữa nó và không có đường nào thoát. Và những con không bị dịch cúm là cũng chung số phận, vô trong một cái lỗ đào chôn hết. Giờ mình nhìn lại thấy con người này y như là dịch cúm gia cầm hồi xưa, những con loài súc sanh chịu không nổi.
súc sanh nó thiếu phước, thấy nó thê lương hơn, đúng không? Nó bị người ta giết một cách phải nói là không thương tiếc. Con người người ta còn thương tiếc, còn chữa trị, cái phước con người còn hơn, đúng không? Còn có hơn loài súc sanh, đúng không? Loài ngạ quỷ là bây giờ họ khổ cỡ nào quý vị biết. Cho nên thành ra Ấn Tổ nói là nghĩ sợ ba đường ác mà phát tâm tu hành thì người này tinh tấn liên tục. Còn họ kêu ô chỉ có cõi người sống phay phay như vậy rồi thôi chứ có gì đâu, thì con người này không tiến triển được. Còn cái quốc độ y báo bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật A Di Đà triệt chứng tự tâm, lấy công đức nơi tu hành vô lượng kiếp để mà hoàn bị và y báo nó từ nơi cái công đức chánh báo mà thành tựu, cho nên cái cõi này không có thành trụ hỏi không. Trong văn sao Ấn Tổ nói. Còn cái cõi con người do nghiệp báo cho nên thành ra là nó có giới hạn, nó là thành trụ hỏi không. Và con người có sanh trụ dị diệt, sanh già bệnh chết. Còn cảnh Tây Phương về trên đó thì con người không có sanh già bệnh chết, sanh thì sanh hóa, sanh trong hoa sen và không có già, một thân thể đó cho đến khi thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, về đó tiếp tục còn tu mà. Và cảnh giới đó không có hủy hoại, bởi vì do nơi công đức tự tánh của Phật cho nên cái thời lượng nó kéo dài, gọi là vô lượng thọ của y báo và vô lượng thọ của chánh báo. Mà vô lượng thọ chánh báo là tuổi thọ con người được vô lượng. Có phải là khi chúng sanh, bất cứ một chúng sanh nào ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hai cõi người, cõi trời Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát sanh về cõi con đều tuổi thọ bằng như tuổi của con không? Mà thọ mạng là chánh báo được vô lượng thì y báo cũng là vô lượng. Cảnh giới này nên về không? Mà bây giờ nó đang có cái chướng ngại. Để mình đi về thì cần phải có nhiều cái pháp trở hạnh, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Phải cần thường xuyên mà niệm tập đi, không vài lần là quen. Cái câu đó của niệm Phật thường xuyên, của niệm Phật không thể bỏ được, và cổ chuyển của Quan Âm của cái lựng khựng riết. Nhưng mà chúng ta nói có hợp lý, kiểu nếu mà cô thành tâm cô niệm Quan Âm thì nó cũng thuần như danh hiệu Phật. Và nó được con cái là những cái tật bệnh của cô nó vượt qua nhanh hơn. Không phải là niệm Phật không có vượt qua được, nhưng mà cái sức mà để mà cảm được Đức Phật Di Đà và cái công phu của mình phải gấp đôi, gấp ba. Còn riêng cái công phu mà niệm Quan Âm chỉ có 1/3 thôi là Ngài ứng hiện ngay cho cô liền. Cô tin điều này. Cho nên Ấn Tổ mới kêu là lúc bình thường thì niệm Phật cho nhiều, mà lúc này lúc phải bình thường không? Không bình thường. Niệm Quan Âm ít. Chiếu theo đó 10.000 câu Phật Di Đà phải là 5.000 câu Quan Âm. Rồi nếu mà lúc gặp nguy biến bệnh tật thì phải niệm Quan Âm cho nhiều, hoặc chuyên nhất Quan Âm. Nhưng mà sáng tối cũng cả phải có niệm Di Đà đó. Đại chúng mình sáng tối có niệm Di Đà, làm đúng ý chang như lời của Tổ dạy. Có phải là bộ sách này lưu hành trong thời đại hôm nay là cứu nhân loại không? Cứu nhân loại. Cho nên chúng tôi để mà mai một là chúng tôi có lỗi với Ấn Tổ, và chúng ta có lỗi với Tổ sư, các bậc tiền bối đi trước. Vì đây là một bộ sách mà được xem như là có tác dụng 9.000 năm mạt pháp, và nhất là trong cái lúc mà đại nạn, mà từ khi chúng tôi sinh ra đến hôm nay 50 tuổi, chưa khi nào thấy một cái thảm họa khốc liệt như lúc này. Mấy anh em thì không có coi tivi, ít có cái lên mạng rồi, bởi vì mình không có mở ra cái vấn đề truyền hình cho anh em coi. Nhưng mà chúng tôi là được Phật tử thông báo, thỉnh thoảng chúng tôi xem để biết, để mà thông tin với đại chúng á, để đại chúng biết cái trình hình. Chúng tôi choáng váng mặt mày chịu nổi. Hồi tối mà nhìn cái clip mà họ nằm dãy mà họ kêu nè anh em, trong bệnh viện bây giờ cửa không có đường vô, ngồi nghẹt hết, mà treo cái võng cho đứa nhỏ đang nhiễm Covid 3-4 tuổi nằm đưa qua đưa lại trước cửa bệnh viện 12 giờ khuya. Vậy cho nên thành ra bây giờ mình tu là vì chúng sanh. Nếu thực sự đại nạn đến mà mình dũng mãnh tinh tấn tu thì đây là gì? Đại lợi. Lợi ích cho con người biết tu. Còn nếu mà không biết tu, đây là đại thảm họa. Vì cái bản chất của con người trong cõi này có khổ mới có thể gì? Hữu khổ thành thân, lấy khổ làm thầy. Nếu không khổ họ phay phay, họ sống vậy không có tu đâu. Những người mà họ biết Phật Pháp đến hôm nay là họ quay đầu họ ăn chay liền. Họ phát tâm phóng sanh in kinh, họ trì đại bi, họ niệm Phật, niệm Quan Âm. Họ tu hành liền, và đây là cơ hội thúc đẩy cho họ để tu hành. Bây giờ nhốt trong nhà không?
Mới hồi nãy vừa coi lại một cái video mà bên Nhật bây giờ là nước mưa, bên phía Tây của nước Nhật là nước mưa, nó coi như nó phá toàn bộ, đập đồ nó chảy tràn lan hết trơn, bởi vì bắt đầu chuẩn bị lụt lội tới nữa này. Trung Quốc là coi như nó phá banh hết trơn mấy cái đập lớn luôn, thiên tai đó. Ông trời mang đến tai họa cho mình, ông trời gặp tai họa hay là con người gặp tai họa? Con người gây nên là con người gặp tai họa. Dịch bệnh là do sát sanh, túc nghiệp chính là sát hại sinh linh, kinh thiên địa, báo thù oán hận, khóc quỷ thần, hôm nay họ báo thù. Nước lũ lụt là do con người tham ái quá độ, động đất là do con người ngã mạng, và bão lửa do con người sân hận, nhất thiết di tâm tạo, tâm con người tạo lên mà ít ai hiểu nổi, cứ nói trời hại. Không phải. Cho nên thành ra ba cái điều mà Tổ Ấn Quang ngài mới nói, con người trong lúc này phải tích đức hành thiện, mà trong cái tích đức đó đó thì giới đức là cái điều quan trọng. Cư sĩ phải giữ năm giới cho chắc, tu sĩ phải giữ giới theo tu sĩ, mà con người mình giữ giới nó sanh ra công đức, gọi là giới đức. Đây là một cái cách mà không tốn tiền tốn bạc, đơn giản nhẹ nhàng, hay nhất đúng lời Phật dạy là nghiêm trì tịnh giới, thì người này sanh ra công đức. Riêng một cái giới không sát sanh thôi là họ có một cái công đức, đó là thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn. Họ ăn chay họ cũng nghiêm trì tịnh giới là giới đức. Họ phóng sanh họ cũng nghiêm trì tịnh giới là giới đức. Họ thương yêu loài vật, giúp đỡ mọi người, đó cũng là giới đức đó. Phải giữ cho chắc cái giới đức này, trong lúc này phải khởi động mà làm đó. Không để trong tâm manh nha những ý niệm sằng bậy. Giữ giới là phải tinh nghiêm từ trong tâm, trong trắng như phải lê ra tới bên ngoài. Cái người này họ giữ giới đức là họ không trộm cắp, thì người này là giàu có. Trong lúc dịch bệnh họ vẫn phay phay của cải, họ sống họ có. Lúc gặp nạn họ vẫn đủ cái phước báu, bởi vì họ tích lũy được cái giới đức là không trộm cắp mà. Khi mà họ trộm cắp thì trong mạng họ gấp trăm lần, nhưng mà cuối cùng gì, lại mất sạch hết trong mạng, chỉ được một chút xíu xài, không đáng kể bao nhiêu. Giới đức quan trọng không? Họ không tà dâm, dầu là vợ chồng, nhất là trong lúc này phải giữ gìn sức khỏe bằng cách không ăn nằm tuyệt đối, giữ tâm thanh tịnh, tắm rửa sạch sẽ. Để làm gì vậy? Để lấy cái sức khỏe đó, là để lấy tâm thanh tịnh đó tu, để hồi hướng cho nhân loại, cho chúng sanh trong lúc này. Không tà dâm. Chính cái điều này làm cho con người mình chết sớm, mất hết tinh lực trong một cơ thể, tâm hồn nhơ ế, đen tối, dơ bẩn, vạn ác dâm đứng đầu. Nếu mà tích thiện, tích đức thì người này phải khử trừ được. Cho nên ông đó ông nói, ông muốn vãng sanh thì con phải làm gì đầu tiên? Ấn Tổ trả lời nói, ông muốn vãng sanh thì dâm tâm ông phải trừ, đây là việc đầu tiên. Nếu dâm tâm ông không trừ mà ông khoái lạc cái chuyện dâm dục này, thì ông thích cái niềm vui của ngũ dục, thì ông không về được cực lạc. Con nhỏ này nói xác quyết thiệt cái chuyện này. Nhưng mà niềm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là người tham dục nhiều máu hết, sân hận nhiều máu hết, si mê là cái vô minh cũng máu hết luôn. Mau chứng đại niết bàn, mau được vãng sanh luôn, được đại phú quý luôn. Vì sao mình niệm chưa được? Niệm dăm ba câu mà, niệm chơi chơi, niệm tà tà. Ấn Tổ nói ngày niệm năm ba câu mà làm sao mà có cảm ứng được. Hiểu không? Không nói láo, người này tích đức. Không uống rượu, người này đang tích đức. Đơn giản phải không? Năm giới tưởng chừng đơn giản phải không? Người giữ được là chánh đại họa đấy. Giới đức rồi, người này tiếp tục phải bước lên một cấp độ nữa, là phải phát bồ đề tâm, gọi là tâm đức. Thương yêu nhân loại, thương yêu loài người, bảo vệ loài vật. Bắt đầu tích tâm đức là phát đại bồ đề tâm. Nghiêm trì tịnh giới rồi nhưng mà phát đại bồ đề tâm. Mà khi phát đại bồ đề tâm rồi đó, thì bắt đầu bước sang một lĩnh vực cao hơn nữa. Đó là gì? Chuyên nhất niệm Phật, niệm Quan Âm, tín nguyện để lìa khỏi sanh tử này, gọi là tuệ đức. Người có trí tuệ đó, người ta mới cắt được cái dòng sanh tử, gọi là tuệ đức. Giới đức, tâm đức và tuệ đức, ba cái này là cốt lõi của một con người để hình thành và nâng cao cảnh giới.
Hôm nay thì thực sự muốn muốn nói rất là nhiều, tuy nhiên cũng không phá lệ được thì 45 phút thôi. Còn cái bài này thì thầy Nhuận Minh đọc cũng khá dài, 16 trang, cũng gần nửa tiếng. Cố gắng ngồi lắng nghe, đừng có buồn ngủ nha. Cố gắng tập trung lắng nghe. Sau đó rồi thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái lời khai thị của Ấn Tổ về cái việc dịch bệnh nữa cho quý vị nghe. Bây giờ thầy Nhuận Minh lên đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 8 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được thông báo chủ nhật tuần sau vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng 7 năm Tân Sửu, tại chùa Quan Thế Âm có tổ chức chương trình lễ mừng Vu Lan nội bộ, có trực tiếp qua mạng như sau: vào lúc 8 giờ 30 sáng khai đàn tụng kinh Vu Lan và niệm Phật trực tiếp ở trên chùa Quan Thế Âm; vào lúc 10 giờ 30 sáng có đọc văn sao và phóng sanh trực tiếp tại khu chuyên tu; vào lúc 11 giờ 30 sáng có cúng dường trai tăng nội bộ; và sau đó tiếp theo là buổi chiều vào lúc 3 giờ 30 có cúng đại thí thực để cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh, anh linh thai nhi, đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho chư vị hương linh đã và đang chết vì dịch bệnh COVID-19. Xin trân trọng kính mời quý liên hữu đón xem. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, bác theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những tư liệu trích từ những video, bài viết của các chuyên gia, học giả và những kinh nghiệm do sư phụ đưa cho con soạn thành bài viết với tiêu đề Nguyên nhân dịch bệnh bùng phát và cách hóa giải dịch bệnh. Số 1 La Mã: số ca nhiễm, số người tử vong và hết bệnh COVID-19. Theo thống kê, tính đến ngày 14 tây tháng 8 năm 2021 dương lịch, trên thế giới số ca nhiễm bệnh là 206.387.133 người. Số người tử vong là 4.350.633 người. Số người khỏi bệnh trên thế giới là 185.200.410 người. Và tại Việt Nam, số ca nhiễm bệnh COVID-19 là 255.780 người. Số người tử vong là 5.088 người. Số người khỏi bệnh là 92.738 người. Phần 2 La Mã: nguồn gốc của dịch bệnh. Số 1: virus corona là chủng virus mới chưa từng xuất hiện ở người, có tên gọi từ nguồn gốc tiếng Latin. Virus corona là chủng virus được bao bọc bằng những chiếc gai bao bọc bên ngoài, tương tác với thụ thể trên tế bào theo cơ chế tương tự chìa khóa và ổ khóa, từ đó cho phép virus xâm nhập vào bên trong. Bùng phát vào cuối tháng 12 năm 2019, bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Hồ Nam, Vũ Hán, miền Trung của Trung Quốc. Virus corona ban đầu được xác nhận là một loại bệnh viêm phổi lạ hoặc viêm phổi không rõ nguyên nhân. Chỉ sau 100 ngày xuất hiện, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona đã nhanh chóng tác động tới các lĩnh vực kinh tế, xã hội, thị trường, tài chính chao đảo. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói chưa từng có trong lịch sử. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona là COVID-19. Đây là dạng virus mới nên con người chưa từng có miễn dịch, kể cả miễn dịch chéo trước đó. Virus corona là một họ virus lớn thường lây nhiễm cho động vật, nhưng đôi khi chúng có thể tiến hóa và lây sang người. Khi virus xâm nhập vào cơ thể, nó đi vào trong một số tế bào và chiếm lấy bộ máy tế bào, gây tổn thương viêm đặc hiệu ở đường hô hấp. Đồng thời, virus chuyển hướng bộ máy đó để phục vụ cho chính nó, tạo ra virus mới và nhiễm tiếp người khác.
người nhiễm COVID-19 có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch. Thời gian ủ bệnh của COVID-19 là 14 ngày, tức là từ lúc nhiễm virus corona tới lúc phát bệnh là 14 ngày mới có biểu hiện lâm sàng. Điều này khiến cho các biện pháp kiểm soát hiện nay rất khó phát hiện. Số 2 nhỏ, đối tượng nào dễ mắc bệnh COVID-19? Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã đưa ra danh sách những người có nguy cơ cao nhất nhiễm virus corona. Đây là nhóm đối tượng cực kỳ nhạy cảm và dễ tử vong do virus corona, gồm cả trẻ em, người lớn, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có tiền sử bệnh, người bị suy giảm miễn dịch hoặc có các bệnh lý nền như bệnh tim, bệnh phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch, béo phì, đái tháo đường, v.v. Số 3 nhỏ, virus corona lây lan như thế nào? COVID-19 lây nhiễm thông qua dịch tiết mũi họng khi tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người bệnh. Dịch tiết này bao gồm nước bọt, dịch tiết hô hấp hoặc các giọt bắn từ miệng hoặc mũi của người bệnh khi ho, hắt hơi, nói hoặc hát. Người tiếp xúc gần trong khoảng cách 2 mét với người nhiễm bệnh có thể mắc COVID-19. Khi các giọt bắn xâm nhập vào miệng, mũi hoặc mắt của người tiếp xúc, ngoài ra virus có thể bám trên bề mặt, lây lan khi chạm tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, sau đó lại chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng mình trước khi rửa tay. Số 4 nhỏ, các biến thể mới xuất hiện. Vào tháng 2 năm 2020, Ủy ban Quốc tế về phân loại virus chính thức đặt tên cho chủng mới của virus corona là SARS-CoV-2. Đây là tên gọi khác với tên COVID-19 mà WHO đã chỉ định trước đó. Virus SARS-CoV-2 không ngừng biến đổi, nhiều biến chủng mới xuất hiện khiến diễn biến cho dịch bệnh ngày càng phức tạp với số lượng ca nhiễm mới tăng cao. Các chuyên gia đã dự đoán nhiều biến thể có khả năng đe dọa thành quả chống dịch của thế giới. Theo đánh giá từ đợt dịch thứ tư tại Việt Nam, tốc độ lây lan của các biến chủng virus SARS-CoV-2 đang rất nhanh, đặc biệt là trong môi trường kín, thông khí kém, nơi tập trung đông người, v.v. Tại các khu bùng dịch, không loại trừ khả năng COVID-19 lây nhiễm qua hạt khí dung, tức là giọt bắn rất nhỏ lơ lửng trong không khí. Đặc biệt tại các địa điểm trong nhà, không khí không đủ để mà thông thoáng. Hiện có ít nhất 5 biến thể virus SARS-CoV-2 được WHO xếp vào nhóm đáng quan ngại, bao gồm Alpha phát hiện tại Anh, Beta phát hiện tại Nam Phi, Gamma phát hiện tại Brazil, Lambda phát hiện tại Nam Mỹ, và Delta được phát hiện tại Ấn Độ. Trong đó, biến thể Delta được đánh giá là nguy hiểm nhất, là chủng lây nhiễm thống trị trên toàn cầu bởi khả năng lây lan cao. Biến thể Delta còn gọi là đột biến kép được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ vào tháng 12 năm 2020. Với khả năng lây nhiễm nguy hiểm, Delta sớm trở thành chủng virus thống trị ở cả Ấn Độ đến Vương quốc Anh, rồi lần lượt ghé thăm các nước khác, áp đảo hệ thống y tế toàn cầu. Với đặc điểm dễ lây lan, khó truy vết, theo thống kê của WHO, biến thể này đã lây lan ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các dữ liệu mới chỉ ra, biến thể Delta có mức độ lây lan cao chủ yếu là vì người nhiễm biến thể này mang tải lượng virus ở khoang mũi lớn gấp 1.000 lần so với người nhiễm các chủng virus SARS-CoV-2 trước đó. Biến chủng Delta lây lan nhanh, lây sang người khác chỉ trong vòng vài giây, tốc độ tấn công tăng gấp 2-3 lần so với các đợt dịch trước, do tốc độ bám dính của biến chủng Delta đối với tế bào vật chủ, khả năng nhân lên nhanh với số lượng lớn trong tế bào, dẫn đến việc phá hủy tế bào, phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh trong thời gian ngắn. Chu kỳ lây nhiễm hiện nay chỉ còn 2 ngày chứ không phải 5 ngày như trước đây.
Tại Việt Nam, biến thể Delta được phát hiện trong các ca dương tính ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 5 năm 2021 trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Tại các chuỗi lây nhiễm ở các tỉnh phía Nam đã ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu hoặc dương tính chỉ sau hơn một ngày tiếp xúc với người mắc COVID-19. Đáng lo ngại, biến thể Delta lây lan rất nhanh trong môi trường kín, không khí lưu thông kém như nhà máy, khu công nghiệp, quán bar, nhà thờ, siêu thị, trong nhà kín mở điều hòa, v.v. Những triệu chứng thường gặp ở người mắc biến chủng Delta là đau đầu, đau họng và sổ mũi. Đáng chú ý, những biểu hiện lâm sàng do biến chủng Delta Ấn Độ gây ra rất dễ gây nhầm lẫn với bệnh cảm lạnh thông thường, khiến nhiều người chủ quan bỏ qua, làm tăng nguy cơ biến chứng hoặc tử vong ở người bệnh. Hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy người nhiễm biến thể Delta bệnh nặng hơn hay dễ tử vong hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu từ Scotland đăng trên tạp chí Lancet chỉ ra biến thể Delta có thể khiến bệnh nhân dễ nhập viện hơn so với các biến thể trước. Tăng khả năng nhập viện có thể dẫn tăng rủi ro tử vong, đặc biệt là với các bệnh nhân có bệnh lý nền như đái tháo đường, béo phì, tim mạch, v.v. Phần 3 La Mã, cách phòng COVID-19 và chữa trị theo dân gian cũng như theo khoa học. Số 1 nhỏ, vì dịch bệnh lây qua đường hô hấp, do đó chúng ta nên ngậm nước muối mỗi ngày 3 lần sau khi ăn, vừa chắc răng vừa làm sạch cổ họng. Khi nhậm, chúng ta nhớ ngửa mặt lên khò để sát trùng cổ họng. Chuẩn bị sẵn các loại thuốc cảm, thuốc ho, v.v. trong nhà. Số 2 nhỏ, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Theo các chuyên gia nghiên cứu thì môi trường sống của virus COVID-19 là môi trường lạnh, không khí thiên nhiên lạnh không thích hợp cho chúng sống bằng môi trường lạnh của máy điều hòa. Trong không khí máy lạnh là nơi ít chứa lượng oxy cho nên chúng sống rất mạnh và phát triển rất nhanh. Vì vậy, khi cách ly giữa người với người mà số ca dương tính vẫn gia tăng chóng mặt, môi trường thứ hai giúp COVID phát triển là cơ thể con người. Chúng sống và sinh sản qua hốc mũi, phế quản và buồng phổi. Nếu ai kháng thể mạnh, chúng khó sinh sản, có thể chết. Nếu ai kháng thể yếu, chúng sinh sản rất nhanh. Do đó, ngoài việc tập thể thao, uống thuốc bổ, v.v. để tăng sức đề kháng cho cơ thể, theo bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, khuyên bảo chúng ta nên tập thở đúng cách để tăng cường hệ miễn dịch. Bác sĩ Yến Phi nói, tập thở có thể là một trong những cách giúp bảo vệ tốt nhất cho chính mình trong tình trạng dịch virus corona, COVID-19 đang lan nhanh và chưa thể kiểm soát hết được như hiện nay. Tại sao thở đúng cách lại có thể giúp tăng cường miễn dịch? Các tế bào trong cơ thể lấy năng lượng bằng cách oxy hóa chất đường, chất đạm, chất béo, tức là đốt cháy các chất hữu cơ này để tạo năng lượng hoạt động. Nếu cơ thể thiếu oxy, tương đương với chuyện hàng vạn tế bào hoạt động yếu đi, vì không được cung cấp đủ năng lượng, đồng thời xả ra môi trường cơ thể bao nhiêu là chất thải. Tế bào miễn dịch cũng là tế bào, cũng sẽ bị ngập trong môi trường chất thải, cũng hoạt động kém hơn, lại còn phải lo dọn dẹp môi trường, chắc chắn sẽ khó đủ sức chống chọi với mấy con virus hay vi trùng lúc nào cũng lăm le xâm nhập cơ thể. Trong mùa dịch bệnh, đây sẽ là một tình thế rất bất lợi cho cơ thể. Tập thở sao cho đúng. Bạn chỉ cần tập thở trong khoảng 15 phút mỗi ngày, chọn nơi có không khí trong lành để tập thở. Đó là một nơi thông với khí trời bên ngoài, có cây xanh tiếp xúc với nắng trời. Bạn có thể chuẩn bị một góc tập thở tại nhà qua một ô cửa sổ, sử dụng các loại cây treo để tạo khoảng xanh, hoặc có thể tập thở ở các công viên có hồ nước và cây xanh. Chu trình thở gồm 4 kỳ, hít vào, nín thở, thở ra, nín thở. Thực hiện thứ tự 4 chu kỳ này với tốc độ càng chậm càng tốt. Khi hít vào bằng mũi, bụng phình lên từ từ đến to tối đa.
Khi thở ra bằng miệng, bụng hớp lại từ từ đến nhỏ tối thiểu. Tập trung chú ý vào nhịp thở để điều khiển tốc độ thở thật chậm, nín thở dài nhất có thể. Số 3 nhỏ. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng khuyến cáo phương pháp 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Chúng ta cần thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Đồng thời cần rửa tay thường xuyên thật kỹ bằng nước và xà phòng hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn, thường xuyên lau rửa các bề mặt bằng xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn. Số 4 nhỏ. Ngoài ra, nếu người nhiễm bệnh COVID-19 không vào được bệnh viện do hết chỗ phải chữa trị ở nhà, theo kinh nghiệm của một số người nhiễm bệnh đã trị hết tại nhà thì khi sốt thì uống thuốc hạ sốt, khi ho thì uống thuốc giảm ho, v.v. Xông hơi với gừng tươi, lá chanh, bưởi, cúc tần, xả, lá tre, lá dúi, lá hương nhu, lá tía tô, lá kinh giới, v.v. Mỗi ngày một lần. Ăn cháo giải cảm như cháo nấu với lá tía tô, cháo nấu với gừng, v.v. Nằm nghỉ ngơi, không làm bất cứ việc gì và hoàn toàn không lo lắng sợ hãi, vì sợ hãi sẽ làm tăng nguy cơ tử vong. Nếu theo Đạo Phật thì nên mở thần chú Đại Bi, nghe 24/24. Khi nghe thần chú Đại Bi thì tâm sợ hãi sẽ từ từ tan biến, và trong tâm niệm thầm thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Số 5 nhỏ. Mọi người đều biết dịch bệnh có tính lây nhiễm cực cao, vậy tại sao lại có người bình an vô sự? Chúng ta hãy phân tích từ góc độ khoa học, tâm lý học hiện nay đã biết tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hơn 100 năm về trước, vào tháng 4 năm 1903, một nhà khoa học, nhà phát minh, nhà tâm lý học người Mỹ là Elmer Gates đã công bố kết quả nghiên cứu. Thông qua thí nghiệm hóa học, thành phần trong nước tiểu và khí thở ra của con người khác nhau khi tâm trạng khác nhau. Ông còn phát hiện ra những tâm trạng tích cực sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, sửa chữa, khôi phục tế bào tự thân, sinh ra vật chất dinh dưỡng. Trái lại, tâm trạng tiêu cực sẽ sinh ra các vật chất có hại, gây tổn thương lục phủ ngũ tạng, cuối cùng dẫn đến tử vong. Những thí nghiệm như thế sau này còn rất nhiều. Năm 2007, một giáo sư luân lý học người Mỹ là Stephen Bosch và nhà văn Jill Niemark đã hợp tác viết một cuốn sách tên là Tại sao người tốt được báo đáp tốt. Sách đã liệt kê trên 500 kết quả nghiên cứu trong 10 năm của các tiến sĩ Đại học Boston. Những thí nghiệm này từ các góc độ đã chứng minh rằng khi con người có thiện niệm trong tâm thì sẽ đem đến một loạt biến hóa trong thân thể, nhất là các tế bào miễn dịch sẽ hoạt động tích cực. Con người sẽ không dễ mắc bệnh và cũng sống lâu hơn. Còn khi con người có những tâm trạng tiêu cực bao gồm cả những ý nghĩ, ác ý, đố kỵ, sợ hãi, v.v. thì sức miễn dịch đều giảm xuống, các chức năng cơ thể đều suy giảm. Số 4 La Mã. Người xưa phòng chống dịch như thế nào? Khi dịch bệnh xảy ra, rất nhiều người đều cho rằng đó là hiện tượng tự nhiên, nhưng đâu biết rằng hết thảy đều có nguyên nhân của nó. Có rất nhiều chuyện nếu chúng ta có thể nhìn từ một góc độ khác, chân tướng sẽ được hiển hiện. Cách đây hơn 2.500 năm, bộ sách ra đời từ thời Chiến Quốc là Hoàng Đế Nội Kinh có đoạn như sau. Hoàng Đế nói, ta nghe nói dịch bệnh đến, đều rất dễ lây nhiễm, không phân biệt già trẻ lớn bé, tình trạng bệnh tương tự nhau, không có phương pháp chữa trị. Người như thế nào thì không dễ bị lây nhiễm dịch bệnh? Kỳ bá trả lời, người không bị lây nhiễm dịch bệnh là người có chính khí chứa đầy ở bên trong cơ thể. Ta không thể xâm phạm được, cần tránh độc khí của nó, độc khí từ mũi xuống rồi lại lên, rồi xuất ra ở não, không xâm phạm thân thể được. Đoạn đối thoại trên đã miêu tả chính xác đặc trưng của bệnh truyền nhiễm, đồng thời chỉ ra nguyên nhân là độc khí lây nhiễm qua đường hô hấp. Sau này đến đời nhà Minh, Ngô Hữu Khả
trước tác sách Ôn Dịch Luận lại đưa ra thuyết rằng bệnh dịch không phải do phong hàn thử thấp, là do nhiễm một loại khí lạ trong trời đất. Đó là một loại tà khí, có người tự nhiên mắc bệnh, có người do lây nhiễm. Mắc bệnh tuy khác nhau nhưng tình trạng bệnh giống nhau. Khí trong miệng mũi con người thông với khí trời, chính khí bản thân sung mãn thì tà khí khó xâm nhập được. Chính khí bản thân nếu thiếu hụt thì trong khi hô hấp, tà khí, tức là virus theo cách gọi ngày nay, bên ngoài sẽ xâm nhập. Dịch bệnh lây truyền nhiều dạng nhưng đều từ bên ngoài mà vào. Do đó bệnh dịch đến là do tà khí, virus vào qua mũi miệng, ở trong niêm mạc, tiềm ẩn mà chưa phát tác, nên không hay biết, không nhận ra thôi. Dịch bệnh là do tà loạn chi khí. Tuy nhiên người hiện đại cho rằng ôn dịch là loại bệnh có quy mô lớn do virus gây ra. Đây là nhận thức về ôn dịch trong phạm vi không gian, thời gian mà khoa học hiện đại có thể phát hiện được. Nhưng vào thời cổ đại, nhận thức và hiểu biết của người xưa đối với dịch bệnh không chỉ giới hạn ở tầng diện vật lý và sinh học, mà còn có sự hiểu biết rộng lớn và sâu sắc hơn. Trong Xuân Thu Phồn Lộ, Nhân Phó Thiên Sổ, Đổng Trọng Thư viết: Thiên khí thượng, địa khí hạ, nhân khí tại trong đó. Học thuyết về sự tác động qua lại giữa trời và đất của Đổng Trọng Thư chỉ ra rằng nếu như vua tôi quân thần xa rời đất, làm trái thiên lý thì trời sẽ giáng thiên họa, nhắc nhở quân vương phải quy chính. Nếu không quy chính thì đại nạn giáng xuống sẽ không thể vãn hồi. Một học giả nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Nho giáo thời Hán là ông Hà Hưu từng nói, một trong những nguyên nhân gây ra dịch bệnh là khí tà loạn gây ra. Vì vậy, khi ôn dịch phát sinh mang tính lây lan, hầu hết các vị hoàng đế sẽ tự xét lại việc cầm quyền trị nước của mình. Ta có phải là một vị minh quân hay không? Ta đã làm đúng đạo trời hay chưa? Liệu có phải là ta gần tiểu nhân mà xa rời thiền thần? Liệu có phải là vì ta ham thích hưởng lạc hay ngang ngược giết chóc bạo lực mà gây ra khổ nạn cho thần dân trong họ, vân vân? Theo thống kê của một số học giả, từ thời Tây Hán, Đông Hán đến những năm Triều Thanh, các đế vương cứ chưa tới 10 năm lại ban bố tội kỷ chiếu với thiên hạ. Tội kỷ chiếu trên thực chất chính là lời sám hối của người đứng đầu quốc gia về những lỗi lầm đã qua, và là bản tự kiểm điểm xin tạ lỗi với muôn dân, đồng thời còn là thể ước với thần Phật và bách tính rằng từ nay về sau vua sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Người xưa vượt qua dịch bệnh như thế nào? Khi đại dịch ập đến, làm thế nào để bảo toàn tính mạng? Thời cổ đại, khi nhân loại chưa biết đến y học hiện đại và vaccine phòng bệnh, vì sao con người có thể vượt qua đại nạn một cách thần kỳ? Số 1 nhỏ, tà không xâm phạm được chính. Hiếu có thể cảm động trời, đó chính là phương thức hay để mà trừ dịch bệnh. Danh y đời Thanh là Lưu Khuê Tự Văn Phổ, hiệu là Tùng Phong, đã trước tác Tùng Phong Thuyết Dịch vào năm 1782. Trong đó có trích lược rất nhiều câu chuyện ghi chép về dịch bệnh như sau. Câu chuyện số 1, sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Đồ Thuyết có viết rằng Cố Thành ở phía đông thành Tấn Lăng lấy cô gái họ Tiền làm vợ cho con trai. Một ngày nọ, cô con dâu trở về thăm nhà mẹ đẻ thì dịch bệnh bùng phát trong thành, lây nhiễm cho nhau rất nhiều. Có nhà mấy nhân khẩu đều chết hết, có ngõ chỉ còn lại vài người, khiến người ta kinh hãi run sợ. Người thân thích ruột thịt cũng không dám đến thăm. Cố Thành mắc bệnh đầu tiên, sau đó vợ và mấy người con, tổng cộng 8 người mắc bệnh, đều nằm bẹp phó mặc cho số mệnh. Cô con dâu nghe tin, vội vàng muốn trở về nhà gia đình chồng. Cha mẹ cô ra sức ngăn cản. Cô nói, người ta lấy vợ vốn là để chăm sóc cha mẹ chồng. Nay cha mẹ chồng đều bệnh nặng, nếu nhẫn tâm không trở về thì khác gì cầm thú đâu. Con trở về dẫu chết cũng cam lòng. Nói rồi cô đứng dậy lên đường.
Sau đó nhà Cố Thành thấy quỷ đến nói với nhau rằng: chư thiện thần đều bảo hộ cô con dâu hiếu thảo trở về. Chúng ta nếu không mau tránh xa thì sẽ bị tội không nhỏ đâu. Cả nhà 8 người nhờ đó đều khỏe mạnh trở lại. Chuyện này xảy ra vào tháng 3 năm Giáp Ngọ thời Thuận Trị. Tùng Phong tiên sinh viết: tà không xâm phạm được chính, hiếu có thể cảm động trời. Đó chính là phương thức hay để mà trừ dịch bệnh. Ngày nay khi thiên tai dịch bệnh bất ngờ xảy ra, con người luôn đặt ra câu hỏi: tại sao lại xảy ra nhiều thiên tai dịch bệnh như vậy mà không hề có chút dự báo nào? Thật ra sóng thần, bão lớn, động đất, lũ lụt, khô cằn, lở đất và cả dịch bệnh, nạn đói vân vân đều là những dự báo. Nó cho chúng ta thấy rõ cảnh tượng và môi trường đang có những thay đổi theo chiều hướng xấu ngày càng cao. Có thể thấy tâm con người đã dần trở nên độc ác và nguy hiểm như thế nào. Bởi vì con người có nội tâm như thế nào thì sẽ có hoàn cảnh và môi trường như thế ấy. Cổ nhân có câu: trời đất và chúng ta cùng gốc, vạn vật và chúng ta cùng một thể. Cho nên con người và vạn vật vũ trụ tương dung, tương thông, liên quan chặt chẽ với nhau. Vinh thì cùng vinh, tổn thì cùng tổn. Cổ nhân đã phát hiện ra chân lý của con người và vũ trụ và cảnh báo với thế hệ con cháu của vạn đời sau rằng: lòng tham là độc, oán hận là độc, ngu si là độc, ngạo mạn là độc, nghi hoặc là độc. Trong kinh Phật dạy rằng: năm thứ độc tham sân si mạn nghi là nguồn gốc của địa ngục. Năm loại tâm thái có độc này chính là nguồn gốc của tất cả thiên tai dịch bệnh xảy ra. Vào năm 1994, tiến sĩ Giang Bổng Thắng thuộc sở nghiên cứu IHM của Nhật Bản cùng với những người đồng nghiệp đã bắt đầu dùng kỹ thuật nhiếp ảnh cao cấp để quan sát sự kết tinh của nước. Hơn 10 năm nghiên cứu thí nghiệm với nước hàng trăm vạn lần, nghiên cứu của ông chấn động toàn thế giới, được viết thành sách, dịch thành rất nhiều ngôn ngữ và xuất bản trên 70 quốc gia khác nhau. Sách được xuất bản với tên là Nước biết được đáp án. Tiến sĩ Giang Bổng Thắng được mời phát biểu chuyên đề do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Chủ đề là: vạn vật trên thế gian đều hiểu ta nói gì, suy nghĩ của con người quyết định môi trường xung quanh. Quyển sách với nhan đề Tin tức đến từ nước gồm những phát biểu về kết quả sau khi thí nghiệm đã chứng minh rằng những truyền tin thiện lành, cảm tạ, thần thánh có thể khiến cho nước kết tinh thành những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Ngược lại, những truyền tin mang ý xấu như là oán hận, đau khổ, nóng nảy, vân vân sẽ hiện ra những hình ảnh vô cùng xấu xí. Hơn thế nữa, bất luận là văn tự, âm thanh, hình ảnh hay ý niệm vân vân đều có khả năng truyền đạt tin tức. Những thông điệp tốt đẹp, biết ơn và thánh thiện sẽ tương ưng với tinh thể nước tươi đẹp, cân đối và trong sáng, trong khi những thông điệp của lòng căm hờn, nỗi đau và sự lo lắng sẽ tương ứng với những tinh thể nước xấu xí, vỡ nát, đen tối. Những suy nghĩ khác nhau sẽ đem lại những mẫu nước khác nhau. Vì thế, Hòa Thượng Tịnh Không thường khuyên chúng ta trong cuộc sống, nếu chúng ta bảo trì thiện niệm, chúng ta sẽ tịnh hóa cơ thể chính mình, trở nên đẹp đẽ và khỏe mạnh. Nếu chúng ta bảo trì được thiện niệm, chúng ta sẽ tịnh hóa được môi trường và những người xung quanh chúng ta sẽ hóa giải được thiên tai dịch bệnh. Vì thế, thiện niệm của chúng ta có thể cải biến cả thế giới này. Giống như những gì Thế Tôn đã nói trong kinh: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Câu chuyện số 2, Vũ Cổn. Vũ Cổn tự là Thúc Bảo, là bá phụ của Hoàng hậu Minh Mục. Thở nhỏ, ông cần kiệm, chuyên tâm đọc sách, ham học hỏi, phụng sự cha mẹ rất hiếu kính. Những năm Hàm Ninh xảy ra đại dịch, hai người anh đều chết. Người anh kế mắc bệnh cũng đang lúc nguy kịch, dịch bệnh đang lan rộng. Cha mẹ và các em dự tính đi nơi xa tránh dịch, chỉ riêng Vũ Cổn ở lại không chịu đi. Cha mẹ, anh em đều thúc giục đi, Vũ Cổn đáp: Cổn không sợ bệnh. Thế là Vũ Cổn ở lại đích thân,
chăm nom cho anh ngày đêm không mệt mỏi. Vũ Cổn còn thủ giữ linh cữu của hai người anh trai đã chết vì dịch bệnh. Cứ như thế hơn 100 ngày sau, dịch bệnh hết. Người nhà trở về, người anh cũng đã bình phục. Còn Vũ Cổn thì vẫn bình yên vô sự. Các bậc phụ lão và bà con trong làng cảm thán rằng đứa trẻ này thực sự phi thường, có thể kiên trì chức trách mà người khác không kiên trì nổi, có thể làm việc mà người khác không thể làm được. Quả đúng là năm giá lạnh mới thấy tùng bách vượt qua giá lạnh, tốt hơn các loài cây khác. Dường như dịch bệnh không thể lây nhiễm người tốt được. Tùng Phong tiên sinh nói, người hiếu để thì trời bảo hộ. Đây chẳng phải là phù hợp với điều mà 4.700 năm trước Kỳ Bá nói, người không bị nhiễm bệnh là có chính khí ở trong thân thể, ta không thể xâm phạm được. Và sở dĩ ta xâm nhập là do chính khí bị hư hao đó sao? Số 2 nhỏ, người thanh liêm chính trực, nhân nghĩa, lo cho người khác thì không bị lây nhiễm dịch bệnh. Câu chuyện số 3, được ghi chép trong Tùy Thư của Ngụy Trưng vào đời Đường. Tân Công Nghĩa là đạo sĩ ở Lũng Tây Địch, theo quân đánh Trần, lập công lao được phong làm Thứ Sử Mân Châu. Phong tục vùng này là sợ dịch bệnh, nếu có người mắc bệnh thì cả nhà trốn tránh, cha con vợ chồng cũng không chăm sóc nuôi dưỡng, không có đạo hiếu nghĩa, do đó người bệnh đa phần là chết. Công Nghĩa lo lắng muốn thay đổi hủ tục nên sai quan lại đi tuần tra, hễ thấy người mắc bệnh là dùng xe có giường nằm chở về sắp đặt ở sảnh làm việc của ông. Vào thời kỳ dịch bệnh mùa hè, bệnh nhân lên đến hàng mấy trăm người, sảnh và hành lang đều kín chỗ. Công Nghĩa đặt một cái chõng, một mình ngồi giữa những người bệnh cả ngày lẫn đêm, vừa trông nom bệnh nhân vừa làm việc. Tất cả lương bổng của ông đều dùng để mua thuốc, mời thầy thuốc chữa trị. Đích thân ông khuyên người bệnh ăn uống. Thế rồi tất cả bệnh nhân đều khỏi. Ông mời người nhà bệnh nhân đến và khuyên bảo rằng sống chết do mệnh chứ không phải do lây nhiễm. Trước kia các ngươi ruồng bỏ người bệnh nên mới chết. Này ta tập trung bệnh nhân ở đây, ăn ngủ làm việc ở giữa những người bệnh. Nếu nói lây nhiễm thì ta đã bệnh chết rồi. Vậy mà mọi người đều khỏi, các ngươi chớ có tin hủ tục cũ. Còn cháu gia đình những người bệnh xấu hổ lắm, cảm ơn rồi đưa người nhà về. Sau này hễ có người có bệnh thì đều đến tìm Tăng Công. Người không có người thân thích, ông đều giữ lại nuôi dưỡng. Từ đó người dân trong vùng bắt đầu tương thân, tương ái. Hủ tục cũ dần dần bị trừ bỏ. Trong toàn châu đều gọi ông là Từ Mẫu. Tùng Phong tiên sinh viết, Tăng Công sở dĩ không lây nhiễm bệnh là do ông là người thanh liêm, chính trực, nhân nghĩa, có lòng tốt làm việc thiện, được thiện báo, quan lại trên thế gian nên hiểu rõ việc này. Số 3 nhỏ, những bậc cao tăng đại đức thay chúng sanh sám hối, lập đàn cầu nguyện Phật Bồ Tát và trời cao thì sẽ hóa giải được dịch bệnh. Câu chuyện số 4, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân cầu tuyết giữa mùa hè để ngăn dịch bệnh. Tướng quân Đường Kế Nghiêu sinh 1883, mất 1927, là một vị tướng quân nổi tiếng thời Trung Hoa Dân Quốc. Trong 14 năm làm đốc quân tỉnh Vân Nam, ông đã rất chú trọng chấn hưng giáo dục, hoằng dương Phật môn, thúc đẩy công nghiệp, giúp người dân có một cuộc sống thịnh vượng. Trong hoàn cảnh gió nổi mây vần, chiến tranh loạn lạc, Đường Kế Nghiêu từng tận mắt nhiều lần chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 11 năm 1922, Vân Nam xảy ra bệnh dịch, bách tính thương vong nhiều vô kể. Khi đó đã 5 tháng không có mưa, Đường Kế Nghiêu bèn đến chùa Hóa Đình, Chí Thành đảnh lễ tha thiết cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân cầu mưa để hóa giải dịch bệnh. Hòa Thượng Ngài cùng với Chư Tăng đã lập một bàn thờ để cầu mưa trong 3 ngày. Sau đó trời mưa rất to nhưng vẫn không thể ngăn được sự lây lan của bệnh dịch. Đường Kế Nghiêu nói, còn nghe nói nếu trời đổ tuyết thì có thể ngăn được dịch bệnh, nhưng bây giờ đã là cuối xuân đầu hè, làm sao có thể có tuyết đây?
Hòa thượng liền nói, tôi lập một bàn thờ ở đây, tướng quân nên cầu nguyện với tấm lòng chân thành sẽ được cảm ứng. Vậy là Đường Kế Nghiêu trai giới sạch sẽ. Còn Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, ngài tiếp tục tụng kinh niệm Phật cầu nguyện. Một ngày sau, trời bất ngờ đổ tuyết, tuyết rơi rất dày. Trận mưa tuyết này đã hóa giải được bệnh dịch. Dân chúng vô cùng vui mừng, tán thán sự nhiệm màu của Phật Pháp và vô cùng cảm kích Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân cùng sự hết lòng vì bách tính của tướng quân Đường Kế Nghiêu. Số 4 nhỏ, sám hối sẽ thoát khỏi bệnh dịch. Câu chuyện số 5, Trương Thiên Sư tên là Trương Lăng, sau đổi thành Trương Đạo Lăng, là người huyện Phong, nước Bái, nay là huyện Phong, tỉnh Giang Tô. Ông cũng đồng thời là người sáng lập đạo giáo. Tương truyền vào năm 142 thời Hán Thuận Đế, ông gặp Lão Tử Giáng Trầm và truyền thụ Thái Bình Động Cực Kinh, đặt tên là Thiên Sư. Hậu thế sau này gọi ông là một trong ba tổ sư sáng lập đạo giáo, sống thọ tới 123 tuổi, sau đó bạch nhật phi thăng ở núi Cừ Đình, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi tu đạo, Trương Đạo Lăng có khả năng trị bệnh cứu người. Tại Đắc Thục, nơi người dân sống giản dị, mộc mạc và thuần phát, ông đã thu nhận hàng chục nghìn đệ tử. Ông luôn dùng đạo đức và lễ nghĩa để dẫn dắt và điều chỉnh hành vi của học trò, từ đó nâng cao cảnh giới tư tưởng cho họ. Khi đó cũng đúc vào thời điểm ôn dịch hoành hành, Trương Đạo Lăng giúp người trị bệnh, phương pháp vô cùng độc đáo đặc biệt. Trương Đạo Lăng yêu cầu người nhiễm bệnh nhớ lại tất cả những lỗi lầm đã phạm trong cuộc đời, dùng bút viết hết ra và hướng tới thần linh mà thề nguyện rằng từ nay về sau sẽ không làm những điều sai trái tồi tệ đó nữa. Nếu còn tiếp tục phạm lỗi, họ hứa với bản thân rằng sẽ tự kết thúc cuộc đời mình. Mọi người đều làm theo cách của ông, quả nhiên ôn dịch biến mất. Bách tính 1 đồng 10, 10 đồng trăm, làm bệnh tình nhanh chóng biến mất. Mọi người đều vui mừng, cảm kích, cảm ơn ông và hứa từ đây về sau sẽ làm người tốt, không còn dám tạo ác nghiệp nữa. Cổ nhân dạy, nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận gia tri. Nghĩa là trong tâm sinh ra một niệm thì cả trời và đất đều biết hết. Trên đầu ba thước có thần linh, khi con người thành tâm hối cải thì thần Phật sẽ nhìn thấy, giúp xua đuổi tà khí và những ác quỷ đằng sau thân họ. Khi đó ôn dịch cũng đột nhiên biến mất và mọi người được bình an. Số 5 nhỏ, hành thiện tích đức, phương thuốc ngàn vàng ngăn ngừa bệnh dịch. Câu chuyện số 6, chuyện quỷ gieo rắc dịch bệnh được ghi chép trong sách Tùng Phong Thuyết Dịch. Tấn Vân đời Tống khi chưa hiển đạt, một năm vào Tết Nguyên Đán, ông đi ra khỏi nhà thì gặp mấy con ác quỷ. Tấn Văn thét hỏi thì chúng nói, chúng tôi là quỷ dịch bệnh, gieo rắc dịch bệnh cho nhân gian. Tấn Văn hỏi, nhà ta có bị không? Quỷ trả lời, không. Tấn Văn hỏi, tại sao? Quỷ nói, nhà ông ba đời đều hành thiện, cho nên âm đức vô lượng, thiện thần thường bảo hộ, sau này sẽ hiển quý, chúng tôi đâu dám xâm phạm. Nói xong quỷ liền biến mất. Vì thế Tùng Phong tiên sinh viết, hành thiện tích đức, đó là phương thuốc ngàn vàng trừ bệnh, người đời nên noi theo. Phần 5 La Mã, cách phòng và chữa trị COVID-19 theo Phật Pháp. Số 1 nhỏ, chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không bị nhiễm dịch bệnh. Tổ sư Ấn Quang khai thị, Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu tìm kiếm cứu khổ. Khi gặp những tai nạn như đào binh, nước lửa, đói kém, cào cào, ôn dịch, khô hạn, cướp bóc, oan gia, thú dữ, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, nghiệp binh, kẻ tiểu nhân, hãm hại, vân vân. Nếu phát tâm sửa lỗi làm lành, lợi mình lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát không xen hở, thì quyết định sẽ được nhờ sức từ bi ủng hộ, tránh khỏi tai nguyên. Nếu vẫn còn giữ lòng bất thiện, dù có xưng niệm chẳng qua là gieo chút căn lành về sau, không được sự cảm ứng hiện tại. Vì chư Phật Bồ Tát thành tựu niệm lành cho người, tuyệt không thành tựu niệm ác cho người. Như không phát tâm sửa lỗi làm lành, lầm lạc muốn đem công đức niệm Phật Bồ Tát
để cầu cho việc ác của mình thành tựu thì quyết không được cảm ứng, rất không nên phát tâm điên đạo ấy. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tịnh hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận, bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Năm trước các sứ bị dịch tả thật dữ dội tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiềm thuộc huyện Trần Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Câu chuyện số 7, trích trong Bạch Y Kính Cẩm Niệm. Ở xã Tây Hương, huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây, có gồm khoảng 10.000 nhà, sống tụ tập trong một khu vực rộng lớn. Vào năm Mậu Dần, xã ấy bị bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Dân trong xã thì cứ 10 gia đình thì có đến 8-9 gia đình mắc bệnh. Chỉ mỗi gia đình của họ Lý thì lớn nhỏ đều được an toàn không mắc bệnh. Dân chúng trong xã Sanh Nghi đua nhau dò hỏi nguyên do. Một số người cho rằng gia đình đó có phương thuốc gia truyền đặc trị. Chủ nhà họ Lý đáp: hoàn toàn không có, trong nhà tôi chỉ kiềm thành cúng dường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hàng ngày xin niệm lễ bái đại sĩ và phát nguyện ấn tống kinh Phổ Môn nghìn quyển. Nhờ đó chúng tôi đều thoát khỏi chứng bệnh nguy hiểm này. Bây giờ mọi người nghe nói xong thì phát tâm tin tưởng, đua nhau thành kính cúng dường Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và xin niệm danh hiệu của Ngài tinh tấn. Từ đó về sau mọi nhà đều được an ổn, không còn ai bị bệnh dịch nói trên nữa. Số 2 nhỏ, trì tụng thần chú Đại Bi sẽ hóa giải được bệnh dịch. Đại sư Ấn Quang thường nhắc nhở mọi người, bệnh dịch đang lan truyền, hãy dạy mọi người ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có người thân bị nhiễm bệnh, nên niệm chú Đại Bi gia trì vào nước cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Vào năm 1992, trong một buổi giảng, Hòa Thượng Tuyên Hóa có khai thị như sau: bệnh viêm phổi còn trầm trọng hơn cả bệnh S, vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, mở miệng nói hoặc là da thịt chạm nhau. Nếu đeo khẩu trang hay mặt nạ thì cũng không thể phòng tránh được, chỉ có thể thoát được nhờ tu hành và ăn chay. Vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí, lợi hại hơn cả bom nguyên tử hay là bom sinh khí. Tuy nhiên, thần chú Đại Bi có thể chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh S và bệnh viêm phổi, nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng. Cho nên nói rằng Đại Bi thần chú thông thiên địa, khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy, nhưng mình phải niệm một cách đều đặn, thường ngày. Không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn. Hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác không chuyên nhất. Có câu rằng, chuyên nhất thì linh cảm, tản mạn chẳng thành chi. Tôi nhớ lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày. Cho nên sau 10 ngày thì hàng trăm người đã chết. Trong gia đình có 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong gia đình 11 người? Là vì có 2 người, một người là bà con và một người là bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh. Không biết rằng họ cũng sẽ chết với những người khác. Thật là một trận dịch khủng khiếp. Lúc bấy giờ, tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tụng chú Đại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bàn. Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài cũng vậy. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành khẩn thiết trì tụng thần chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng thần chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian.
84.000 bệnh thì bao gồm cả viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Tóm lại, dịch bệnh là quả báo do con người tạo nhiều nhân ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm v.v. Quả đã trổ thì không có con đường nào trốn thoát, chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm, trì thần chú Đại Bi, phóng sanh, kiên giết ăn chay để mong báo nặng thành báo nhẹ thì nhanh hết. Trong kinh dịch có câu: tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích thiện thì điều vui có thừa, nhà tích điều bất thiện thì tai ương có thừa. Những ai tin sâu nhân quả đều biết rằng bản thân mình làm việc xấu thì không chỉ mình chịu báo ứng mà còn gây tai họa đến cho cả cháu con và người nhà. Quả báo nghiêm trọng và những ảnh hưởng ngay trong đời này mà còn phải chịu vô vàn nỗi khổ trong những đời sau. Vì thế chư tổ sư dạy, muốn cho thiên hạ thái bình, phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Từ những câu chuyện ghi chép trong các thư tịch cổ và những thí nghiệm khoa học, cũng như những lời dạy của chư vị tổ sư đại đức, cho thấy dịch bệnh cũng đều do tâm con người bất thiện, bất chính, ngạo mạn, khinh mạng lời dạy của thánh hiền, bất kính với thiên địa quỷ thần mà ra. Do đó phương thuốc ngàn vàng chữa dịch bệnh trước tiên chính là từ sám hối tất cả những tội lỗi đã tạo trong quá khứ, từ đây về sau dứt trừ tất cả những điều ác và nỗ lực làm tất cả những điều thiện, phát tâm ăn chay, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi, thì các biện pháp phòng chống chữa trị bên ngoài mới có hiệu quả. Đây là những tư liệu được trích từ những video, những bài viết, những câu chuyện của các chuyên gia, học giả và những kinh nghiệm do sư phụ đưa cho chúng con soạn thành bài viết rất công phu và quý giá. Kính mong mọi người nên nghe đi nghe lại nhiều lần video này. Nếu có điều gì chưa rõ ràng, quý vị có thể gọi số điện thoại 0909747474 vào buổi sáng để hỏi cho tường tận hơn. Cuối lời, kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hơn nửa tiếng đồng hồ, cái bài viết thầy Nhuận Minh bỏ cũng gần chục ngày, khá kỳ công. Cái gì ngồi lắng lòng nghe thấy cái công sức của thầy bỏ ra đó, thì chúng ta không có nên phụ lòng, nghĩa là chúng ta phải lắng lòng nghe kỹ, nghe đi nghe lại và nên áp dụng. Thì chúng tôi xin kết thúc lại vắn tắt như vậy. Thì nói chung là do ác niệm khởi lên ác nhân rồi sanh ra ác quả và ác báo. Nếu mà là thiện niệm thì sanh ra là thiện nhân, thiện quả và thiện báo. Tụ chung là không ngoài hai chữ nhân quả. Nhưng bây giờ mà để cho nó khởi được thiện nhân nơi thiện tâm mình khởi lên đó, thì phải có một cái pháp của Phật để tác động vào. Thì thần chú Đại Bi là một cái tác động, hay nó gọi là một cái pháp để cho tâm mình nó khởi lên cái thiện nhân, cho tâm mình nó chuyển ác thành thiện, và nó có công năng phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Câu niệm Phật danh hiệu Quan Âm cũng thế. Như vậy thì hàng ngày những người gia tăng họ thường xuyên niệm á, thì thiện niệm của họ sẽ được phát khởi nhanh chóng. Và không những tự thân họ được khởi mà còn có thêm cái sức gia trì của Phật Bồ Tát nữa. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Những người họ thấy cái nguy kịch đang diễn biến, đại nạn dịch bệnh Covid xảy ra như vậy đó,
thì họ quay vào để sám hối tự thân. Có mấy câu chuyện đó, chữa bệnh bằng cách sám hối những cái lỗi lầm của mình không gây ra nữa là hết bệnh. Hay vô cùng, lời thánh hiền chúng ta không thể nào mà chê vào đâu được hết. Phật nói cũng y chang như vậy. Mà cái cách để sám hối thì không cách nào hay bằng là mình đem cái pháp của Phật để khống chế những ác niệm. Mà Ấn Tổ nói là thường niệm Phật, niệm Quan Âm, kháng cự lại những vọng tưởng, những ác niệm. Kháng cự lâu ngày thì nó thuần thiện, thuần tịnh, ác niệm biến mất. Mà tự sức của mình kháng cự 50%, cộng lại Phật lực, pháp lực, Bồ Tát lực gia trì 50%. Phải tin chỗ này. Cứ đem cái pháp mà kháng cự để không có sanh ra vọng tưởng, mà không nghĩ đây có Phật lực gia trì, thì người này chỉ là tu tự lực được 50%. Mà họ niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, và họ trì thần chú đại bi là họ cảm nhận là có cái sự gia trì của Phật, của Bồ Tát, thì người này được trọn vẹn 100%, gọi là tự lợi lợi tha đó. Tự lực và tha lực có đủ. Chỗ này phải khéo dữ lắm mà. Còn cái những người họ tu tà tà sơ sơ, họ chỉ cầu Phật gia hộ, họ nằm một đống đó không, chánh niệm không dụng công, thì chỉ cầu tha lực bên ngoài, nó cũng không có cảm nhận được, tự lực của mình không có phát khởi, thì làm gì tiếp dẫn, làm gì có cái tha lực để mà phụ trợ vô. Hai cái lực này phải song đôi với nhau. Nhưng bây giờ trì thần chú đại bi thì hôm nay chúng tôi mới phổ biến ở trên chùa và dưới này đó, thì gần như là chúng tôi trì 108 cũng hơn nửa năm. Sau lại gần lại đây thì phát hiện thấy tụng ra tiếng chịu không nổi, cho nên mở máy lắng nghe. Dưới này cũng vậy, trên đó bây giờ cũng vậy. Lắng nghe công đức bằng giới tụng. Nếu người này tâm thanh tịnh, ít vọng tưởng, mà lắng nghe muốn ít vọng tưởng thì hít cho sâu vô rồi thở ra. Mà hơi thở chưa quen thì nó hít không được thì tập hít. Mà tâm mà theo hơi thở là tâm không bị vọng tưởng. Người nhiều vọng tưởng thì người này số tức quán là theo hơi thở không bị vọng tưởng. Ngũ đình tâm quán trong kinh dạy, tham dục nhiều thì quán bất tịnh, sân hận nhiều thì quán từ bi, mà nghiệp chướng nhiều thì niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi. Bây giờ mình tu cái pháp là theo hơi thở, hít sâu vô nghe thần chú đại bi, thì tâm mình không bị vọng tưởng do theo hơi thở. Và nhờ cái thần lực mình nghe thần chú đại bi, nó tiêu nghiệp cũ của mình, nó tiêu túc nghiệp, nó tiêu gọi là bất định nghiệp, nó tiêu là định nghiệp luôn nữa, định nghiệp xấu ác tiêu luôn. Niệm Quan Âm, niệm thần chú đại bi, niệm Phật, tự thân mình khó làm cho nó tiêu lắm. Một cái đống tuyết thiệt lớn như vậy mà mình tự là để cho nó tan từ từ thì lâu lắm, nhưng mà ánh sáng mặt trời rọi vô thì nó tiêu. Cũng vậy, cái nghiệp mình nó thành khói nhiều đời nhiều kiếp, mà nhờ cái công đức Phật lực, Bồ Tát lực, thần chú đại bi rọi vô thì nó mau tiêu, y chang như đống tuyết vậy. Vậy nghe mình cảm được, mà làm cả một kỳ công trong mới đơn giản. Mỗi người làm khác nhau trong đó. Căn lành người ta sâu dày, người ta nghe thì người ta khẩn trương, người ta làm. Còn căn lành yếu kém họ làm tà tà, họ căn lành mà coi như là mà lục kém nữa thì thôi rồi, họ bỏ luôn rồi kêu chết đâu, chết tới đâu tới, không có chịu làm, không chịu dũng công. Cho nên hôm nay trì thần chú đại bi, những người may nghe qua cái đĩa này á, là nên ngồi im lặng lắng nghe. Chúng tôi ngộ ra từ cái chuyện mà cái ông đó, ông nếu cỏ chay, ông chỉ nghe câu Phật hiệu thôi, không có chú tâm mà niệm, mà vô tâm mà niệm. Thế mà đứa con khi lúc mất á, nó kêu cha con Phật hiệu nhiều lắm, cho con đi, con sanh về cõi lành. Thì ông cha ông kêu, cha làm gì có niệm Phật, đâu có niệm Phật mà làm có Phật hiệu. Cứ không, trong người cha nhiều lắm, con thấy cha có nhiều câu Phật hiệu. Ông cứ thôi, muốn lấy bao nhiêu cho hết, đứa con sanh về chỗ an lành. Ông không hiểu lý do gì, thì người hiểu biết nói rằng là ông nấu cỗ chay khi chỗ Phật thất, rồi cặp Phật thất niệm Phật, mà ông nấu cỗ chay ngay đó, cho nên ông nghe câu Phật hiệu, cho nên trong tâm ai là gia thức ông có chứa câu Phật hiệu, cho nên ông cho con ông lúc mất là đúng rồi. Hiểu chỗ nào? Nghe thần chú đại bi mà thành tâm mà nghe, thanh tịnh mà nghe, thì công đức cũng dung cái ông này, ông nấu cỗ chay, ông nghe câu Phật hiệu đấy, khỏe không tổn khí. Đó, bây giờ giảng nói chuyện như vậy nè. Chiều mà lên trì thêm thần chú đại bi, nhiều lúc có sức á, thì không thấy mệt, mà bắt đầu vô lễ Phật, lễ Quan Âm tụng kinh là nó mệt, nó hao tổn. Như thầy Thiện thầy nói, thầy trì ra tiếng 108 bấy lâu nay mà thầy lên dẫn chúng mà tụng kinh là chiều giờ thầy nằm quải tay chân hết trơn, chịu không nổi, bị tổn khí. Cho nên coi trong bộ văn sao mới biết được cái chuyện là tổn khí, khó cực kỳ minh định cái chuyện mà tổn khí, nó mệt. Cho nên thành ra hồi nãy thầy Minh có đọc cái đoạn thầy soạn ra mà cái hít thở đó, hít thở nằm mình hít hoặc ngồi, mà hít như hồi chiều hôm qua nó hơi
hơi mệt, nằm vừa niệm trong tâm Quan Tham Bồ Tát, vừa hít sâu vô, nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm đủ kiểu mà hít thiệt sâu vô, giữ cái hơi thở, giống như mình nén, mình đưa cái hơi thở vô trong, trong vòng 15 phút lại vô uống thuốc bổ, khỏe lại liền. Cái buồng phổi của con người mình yếu là virus nó tấn công, do đó là mình hít thở là mình chết thôi. Những cái này là những tài liệu quý giá vô cùng đâu cái gì, chứ không phải đơn giản đâu. Còn niệm Phật thì sao? Nay lễ Phật nếu mình mệt thì mình một câu ra tiếng đứng, còn không mình niệm thầm, thầm ra hơi, tai vừa đủ nghe. Mệt nữa mình ngồi một câu trong máy Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, mình hít vô rồi niệm thầm ra, hoặc là niệm trong tâm. Có như vậy mình mới dưỡng khí được. Chứ những người tu thiền là họ ngồi im ru mà không có như là lễ, mà cũng không có niệm ra tiếng gì hết trơn á, mà cái đầu thì nó cứ gục lên gục xuống, nó buồn ngủ, cực kỳ khó khăn với nó. Mà bây giờ mình lễ Phật, mình tụng kinh, mà làm sao đừng ra hơi nhiều thì mình sẽ thành công, không tổn khí mà mình khỏe thôi. Đúng không? Đó. Cho nên thành ra đó là cái việc hôm nay chia sẻ với mấy anh em huynh đệ, và mời mấy anh em huynh đệ xuống để mà tham dự cái buổi này, tương đối là khá quan trọng trong cái lúc dịch bệnh này, mà mong những người nghe và chiêm nghiệm, nghe cho kỹ mình mới có thể thâm nhập được và hành trì. Đi đứng nằm ngồi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để cả nhà mình hưởng, nếu nhà mình không chịu niệm. Thực sự cái sức gia trì như vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Thì thôi thì hôm nay cái việc mà để mà giảng kế tiếp thì tùy theo cái sức khỏe và tùy theo cái thời gian. Nếu mà ổn định không có chuyện gì thì cứ mỗi chủ nhật á, thì chúng tôi sẽ nói chuyện vào 9 giờ sáng mà không phát trực tiếp. Sau khi đó là thứ hai, thứ ba đã làm xong cái đĩa là quý vị xem thì nó hoàn thiện hơn. Đó, còn chủ nhật sau đó thì đại chúng ở trên đó tụng Vu Lan, chiều cúng thí rồi khỏi phải xuống. Rồi thứ bảy kế tiếp thì mình sẽ nghe lại. Quý vị có cái cảm giác là khi mình ngồi thanh tịnh trong một cái đạo tràng hoặc trong một cái phòng giảng, mình nghe mình thấy cái tâm mình nó khác. Bởi vì mình thích tu, mình thích nghe Pháp, mình thích cái chiều hướng để mà lìa khỏi cái sanh tử mà phiền não ngũ trược này đó. Mà mình nghe những cái điều gì mà giúp ích cho mình, tự nhiên con người này họ thích thú liền. Cái đó là thiện căn mình được tăng trưởng. Rất là tốt. Đó là cái việc mà hôm nay thì thỉnh thoảng Giác Nhàn sẽ hỗ trợ cho đại chúng. Chứ không thì nó sẽ bị mai một ngay. Mỗi người có mỗi căn cơ khác nhau, chứ không phải là ai cũng là thượng căn hết đâu. Vì vậy cho nên đại chúng cố gắng tinh tấn, thời gian giờ hết mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu 2021. Tại Viện Chuyên Tu Lập Đàn tổ chức phóng sanh quý Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ tất cả các loài chúng sanh này hôm nay bị lên chảo lên thớt, bị giết đau đớn hoàng hoài sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và hôm nay chư tăng quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng thay cho các loài chúng sanh này. Quý vị tất cả chúng sanh này được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là được đầy đủ trí tuệ sáng suốt và thông minh. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là trong nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo nhiều nghiệp sát sanh, si mê không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, cho nên tạo nhiều nghiệp xấu ác, thọ mạng phải ngắn ngủi, làm thân xúc sanh vào trong bếp núc nhà người, tạo nhiều nghiệp xấu ác, cho nên thân thể phải mang nhiều nghiệp chướng, thọ mạng ngắn ngủi, làm thức ăn cho loài người. Vì vậy hôm nay quý vị hãy phát Bồ Đề tâm giác ngộ tỉnh giác, sửa lỗi hướng thiện, chuyên tâm niệm Phật để thọ thoát khỏi kiếp súc sanh vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tình thủy biến xá tâm thiên, tánh không bất đức, lời những thiên pháp giới quả thiên duyên, dự tội thiếu khiên, hoa diệm hóa hồng điện. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù tự thư giả bác công đức trị tài thiên chân, tiên tầy chúng sanh nghiệp cuối trần, biến nhập tỳ lô hoa tàn giới, cá chung vô sứ bất siêu luân. Thủy bất tị thủy, diệu cực bất tân, trần bất nhâm trần, và thức tự kỷ, nguyên dừ nơi ngoài, đỡ địch hàng tràng, sẽ khô mục di tác dương xuân. Khách uế bao nhiêu thành tình đồ, sẽ vị là nơi ngoài, chúng gian vô trực uế thắng phàm, ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát đi đầu, cam lộ thủy, năng linh đế đích, biến tập phương, tinh chuyên, câu uế tận tiêu trừ, phổ xá bao dương tất thanh tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Vương Bồ Tát A, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Vương Bồ Tát A, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Vương Bồ Tát A, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô A Ra Đa Na Đa Ra Dạ Dạ. Đức Bà Ra Dạ Bồ Đề Tát Đà Bà Dạ Ma Ha Tát Đà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ An Tát Bàn Ra Bàn Chuyện Sử Đà Na Đà Tòa Nam Bồ Tát Kiên Lân Đồ Y Mông A Rì Dạ Bà Lô Yên Đế Tăng Bàn Đà Lân Đà Bà Nam Bồ Na Ra Còn Chị Hê Rì Ma Ha Bàn Đà Sa Mê Tát Bà A Ta Đầu Du Bàn A Thị Dân Ma Ba Đa Đầu Đa Đi Tha Ấn Na Ba Lu He Lo Ca Đê Ca Ra Đê Chi He Đi Ma Ha Bồ Đề Tha Đo Thánh Ba Thánh Ba Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Đi Đa Dân Cô Lô Cô Lô Ít Mông Đồ Lô Đồ Lô Ba Sa Gia Đê Ma Ha Ba Sa Gia Đê Ra 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 Đi Đi Ni Bồn Đề Lê Y He Y He Thân Na Ra Sâm Bồ Ra Sa Lâm Bà Sâm Bà Sâm Bồ Ra Sa Do Hô Lô Ma Ra Hô Lô He Rì Ta Ra Ta Ra Thân Rì To Ro To Ro Bồ Đề Yam Bồ Đề Yam Bồ Đà Yam Bồ Đà Yam Di Đế Rì Yam Bà Ya Ma Na Ta Bà Ha Thân Đà Ya Ta Bà Ha Ma Ha Thân Đà Ya Ta Bà Ha Thân Đà Du Kệ Thân Bà Ra Ya Ta Bà Ha Na Ra Cần Chị Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Thân Ra Thân A Bồ Khê Ya Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha Thân Đà Ya Ta Bà Ha Bà Đà Ma Kiến Thân Đà Ya Ta Bà Ha Na Ra Cần Chị Bà Đà Ra Ya Ta Bà Ha Ma Bà Rì Thân Ít Ra Ya Ta Bà Ha Nam Mô Hăng Ra 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 Ya Ya Nam Mô A Rì Ya Bà Lô Yên Đế Thân Bà Ra Ya Ta Bà Ha Ấn Tất Điện Đô Mạn Đà Ra Bà Đà Ya Ta Bà Ha Ấn Tất Điện Đô Mạn Đà Ra Bà Đà Ya Ta Bà Ha Đầy các loài chúng sanh kia, các người đã đánh dấu cho khi bỏ thân xuất hóa sanh, hướng tâm về Tam Bảo, được trở lại làm người. Đến số cùng nguyện thuyên chuyên niệm Phật Di Đà, cầu vãng sinh tịnh độ, chứng được ngoài bất thôi, để độ thân chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người trước lòng chân tục lắm nên đời này chìm đống sông mê tối tâm chẳng biết tu chi. Sống đùa để chết từng đau khổ lâu về sừng có được đừng đau dù là về chưa lần sau lấy về ta nó bắn máu câu ta mồi ta cần bố cùng hai phun đồng. Hồn còn vàng vẫn nâu ra sông nồi buông vườn trên này người cầm chân mây sau giờ các vị thị nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại đường giờ ông phép mô vì người kiềm hồi đầu quy phần hết lòng sám hối tâm tâm về nhà này các loài chúng sanh kia cánh người xưa đã tàng hoa bao nhiêu điều tội lỗi gốc là thân sân si từ thân biển ý mà sinh ra. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y vương lượng tu chung tông. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp ly dục chung tông. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tông. Hôm nay các vị quy y vừa không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng không đọa bằng sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai. Nam mô Bồ Tát Như Lai. Nam mô Diệu Xuất Thư Như Lai. Nam mô Quảng Bá Thư Như Lai.
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lấy A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, cũng đây xin phát nguyện vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tịnh Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát, phóng sanh công đức từ tấn hành vô biên tấn vương giải hồi hướng phổ nguyện vẫn giới chư chúng sanh tu vọng vô lượng quan Phật sanh nguyện tiêu tam chứng chư phiền não. Phổ nguyện tội chứng tứ tiêu trừ thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện dẫn tay phương tịnh độ chúng cổ phẩm liên hoa vi phổ mẫu hoa khai khiến vô ngộ vô sanh. Nguyện chi từ công đức phổ cầm ư chứng thiên án ngã đằng dư chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dừng đạo sư A Di Đà Phật liên tòa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Phục Nguyện. Thượng Trung Vừa Nhớ Tăng Huy Pháp Luân Thượng Chuyển Phong Điều Vụ Thượng Vương Thế Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hướng chân nghiêm Tây Phương Cội Nước Phật A Di Đà trên đền bốn ơn nặng dưới khu khổ ba đường. Dân người thấy nghe đường điều phát tâm Bồ Đề đồng sinh cổ hay Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh. Cùng chư vị đăng dân sơ cầu quảng nơi đây tận tâm mang lòng tận bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ sống tu tự dẫn giác tha dân hành viên mạng đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này huyễn cầu siêu cho tất cả chúng sanh đời bị chết vì dịch bệnh Corona trên toàn thế giới cùng cầu siêu của ông Trường Khư Pháp Danh Thiện Chánh của bà Nguyễn Thị Ngày Pháp Danh Sa Di Ni Liên Phương Nguyễn Thị Nguyệt Pháp Danh Bình An cùng chư vị đăng dân sơ kỳ siêu nơi đây. Cầu siêu cho chư vị hướng linh của hiện tất tòa tập nhị lợi của hồn ngọc quý hạ xa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư vị hướng linh thai nhi cùng chư vị hướng linh có duyên với chúng con. Và các vị oán gia chơi chủ trong nhiều đời nhiều kiếm đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc sửa người sát ngày hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phù mô sinh thành đàn na tinh thi tăng ích phước điện ẩm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình dư vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Đà Phật Tự Quy Phật, xin an nguyện chúng sanh thể theo đầu cao phán long vô thượng Tự Quy Phật, xin an nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng Từ Vi Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
thánh ở đông xa về tịnh độ. Thank you.